Dự án Premier Village Phú Quốc Resort đã được tập đoàn Singroup ra mắt tại Hà Nội với nhiều hấp lực từ cam kết hỗ trợ ưu đãi tối đa và cơ hội sinh lời bền vững. Đã có gần 500 khách hàng đến tham dự lễ ra mắt. Và ngay trong ngày đầu tiên, 50 căn biệt thự đã có chủ. Đặc biệt, khi chủ biệt thự hoàn tất việc ký kết hợp đồng mua bán, sẽ nhận ngay chương trình trải nghiệm tuyệt vời cùng Singroup với trị giá lên đến 250 triệu đồng. Với phương thức hợp tác đầu tư khai thác, tập đoàn Singroup cam kết lợi nhuận tối thiểu 9% trong 10 năm đầu sở hữu cho các chủ biệt thự. Theo các chuyên gia bất động sản, Premier Village Phú Quốc Resort là một cơ hội đầu tư với hấp lực lớn.